một phương tiện tự hành, dẫn đường, tự động giúp vận chuyển hàng hóa trong nhà kho và trên sàn nhà máy. Một robot giao hàng trong nhà, đặc biệt thích hợp để sử dụng tại các bệnh viện trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ giao hàng tuân thủ giãn cách xã hội. Một hệ thống camera theo dõi các yếu tố an toàn khi điều khiển phương tiện, giúp đảm bảo an toàn cho cả người lái và hành khách. Đây là ba giải pháp sáng tạo đoạt giải cao nhất trong cuộc thi thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam mùa đầu tiên. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, gần đây Việt Nam có hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, trong đó đóng vai trò đòn bẩy chính là các doanh nghiệp tập đoàn lớn. Thông qua các cuộc thi trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp lớn, các startup trẻ và nhà hoạch định chính sách hội tụ tạo nên hệ sinh thái cần có cho lĩnh vực này. Theo nguồn báo cáo Đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ thương vụ thành công của các startup Việt Nam chiếm 14% tổng số thương vụ của khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 3 trong khu vực. Đây là một điểm sáng, một tín hiệu tích cực cho mảng đầu tư và đổi mới sáng tạo và công nghệ của Việt Nam trong bối cảnh thế giới có phần chững lại vì đại dịch. Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam QVIC đã trở thành cuộc thi hiếm hoi ở lĩnh vực công nghệ, được tổ chức và đến đích thành công trong giai đoạn 2 năm đầy trở ngại vừa qua. Ở vai trò là nhà tổ chức, công ty Qualcomm Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ khởi động cuộc thi từ tháng 12 năm 2019 nhằm tạo nên một cú hích mới đối với cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam sau một thời gian tăng trưởng ồ ạt, để các công ty có thực lực sáng tạo tiếp tục đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, khoa học công nghệ của đất nước. Đây là năm đầu tiên Qualcomm tổ chức cuộc thi QVIC tại Việt Nam và tôi tin rằng cuộc thi đã thành công rất tốt đẹp. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều công ty khởi nghiệp được truyền cảm hứng và sẵn sàng đưa những ý tưởng sáng tạo của họ vào cuộc sống. Chương trình QVIC được tổ chức nhằm thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo của các công ty công nghệ tại Việt Nam và chúng tôi cũng nhằm cái mục đích là hỗ trợ cho sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ đang rất lớn mạnh tại Việt Nam thông qua việc lựa chọn và hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ, các startup, đồng thời khuyến khích các công ty này tạo ra những sản phẩm mới, giải quyết được các vấn đề mà các doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam đang gặp phải bằng cách sử dụng những nền tảng công nghệ và những nền tảng di động của Qualcomm. Kể từ khi thành lập văn phòng tại Hà Nội vào năm 2003 và sau đó tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014, Qualcomm Việt Nam QVIC đã đóng một vai trò quan trọng trong kết nối ngành viễn thông Việt Nam với 2G, 3G, 4G và bây giờ là 5G. Được biết, bước đi mới nhất của Qualcomm Việt Nam là hỗ trợ chính phủ hiện thực hóa chính sách công nghệ 4.0 và mục tiêu Make in Việt Nam. Với cộng đồng khởi nghiệp, cuộc thi thử thách sáng tạo khởi nghiệp Qualcomm là sự kiện mới nhất được tổ chức dành riêng cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Khuôn khổ cuộc thi bao gồm một chuỗi các hoạt động kéo dài nhiều tháng với sự tư vấn ươm tạo về kỹ thuật và chiến lược kinh doanh do Qualcomm thực hiện cùng với những hỗ trợ cụ thể về tài chính. Dù diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng cuộc thi đã nhận được sự tham gia khá sôi động của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ. Các hồ sơ đăng ký tham dự được thông qua nhiều vòng xét duyệt và đánh giá nghiêm ngặt để chọn ra chính ứng viên thể hiện tốt nhất tinh thần đổi mới và tầm nhìn sáng tạo. Ngoài ra, chúng tôi cũng cân nhắc các yếu tố khác như giá trị sản phẩm, giải pháp công nghệ độc đáo phù hợp với địa phương, tình hình thực tế Việt Nam và đặc biệt là năng lực đội ngũ, mô hình kinh doanh và khả năng mở rộng sau này. With a grand prize of $100,000 is Rosetech. I'm now feeling very emotional. Thông qua quá trình tuyển chọn ươm mầm ý tưởng trong gần 2 năm vừa qua, cuối tháng 9 năm 2021, cuộc thi đã công bố 3 đội có thành tích xuất sắc nhất để nhận giải thưởng và những hỗ trợ quý giá để đảm bảo khởi nghiệp thành công. Định hướng đầu tiên của Rostec đi giành chiến thắng trong cuộc thi QVIC, từ đó thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thể được gặp gỡ và mở rộng những quan hệ với các chuyên gia có thể hỗ trợ công ty và chuyên môn để đẩy nhanh cái quá trình phát triển sản phẩm của mình. We think that like COVID cannot stop us, cannot stop innovate our innovation. And we truly believe that all the team will collaborate and apply our technology in order to make a better life.
Có thể thấy các startup Việt Nam khá mạnh về năng lực sáng tạo kỹ thuật nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm để khởi nghiệp thành công. Không kể đến hạn chế về vốn và năng lực kết nối, thì một nguyên nhân dẫn đến thất bại đầy tiếc nuối của khởi nghiệp Việt chính là lỗ hổng trong khâu bảo vệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ. Đó cũng chính là lý do mà các startup luôn cần đến các vườn ươm. QVIC là một phần của cam kết bền vững mà Qualcomm mang tới các công ty Việt Nam nhằm phát triển hệ sinh thái công nghệ của đất nước. Tầm nhìn của chúng tôi là thông qua chương trình này, chúng tôi sẽ nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp sáng tạo, giúp họ không chỉ phát triển các sản phẩm thành công mà còn mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Ngoài ra, thì thông qua chương trình QVIC, chúng tôi cũng tập trung vào việc nâng cao cái nhận thức về sở hữu trí tuệ và khuyến khích các công ty khởi nghiệp đăng ký cái bằng bảo vệ cái bằng sáng chế của mình. Việc này sẽ giúp cho các công ty khởi nghiệp gia tăng cơ hội nhận những cái đầu tư mới. Có thể thấy nhận thức về vấn đề tài sản trí tuệ và sở hữu trí tuệ vẫn còn mới mẻ và bản thân nó cũng không phải là câu chuyện đơn giản, nhất là khi các startup bước chân vào thị trường quốc tế. Đã có rất nhiều những ví dụ về việc ý tưởng bị đánh cắp, sao chép và quay trở lại cạnh tranh trực diện, khiến cho các startup phải đau đớn từ bỏ giấc mơ của mình ở những bước chập chững đầu tiên. Với 3 nhóm đoạt giải tại cuộc thi thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam mùa đầu tiên, các giải pháp công nghệ sáng tạo của họ đã được Qualcomm Việt Nam nâng đỡ để nó trở thành những ứng dụng hữu ích cho cuộc sống và chủ nhân của chúng có cơ hội trở thành những khởi nghiệp thành công đại diện cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam. Dịch Covid-19 đã lấy đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới, làm tê liệt nhiều nền kinh tế, đặt loài người trước những thách thức chưa có tiền lệ. Nhưng cũng chưa bao giờ các nhà khoa học có thể bào chế ra các loại vaccine bảo vệ sức khỏe con người trong một thời gian ngắn kỷ lục như vậy. Điều kỳ diệu này một lần nữa chứng tỏ sự sáng tạo nếu được hỗ trợ bởi những bước tiến khoa học công nghệ sẽ tiếp tục là cách giúp loài người sớm vượt qua trở ngại và tiếp tục phát triển trong một trạng thái bình thường mới. Một thiết bị vận chuyển hàng hóa không người lái, một robot hỗ trợ trong phòng điều trị, một thiết bị giúp nâng cao độ an toàn trong giao thông. Tất cả đều xuất phát từ những ý tưởng sáng tạo công nghệ đầy ý nghĩa hướng tới phục vụ con người, và nó càng ý nghĩa hơn trong cuộc sống giãn cách thời dịch bệnh và ngay cả khi quay lại trạng thái bình thường mới.